Xin chào các bác, hôm nay tiếp tục lên cho các bác còn máy chiếu Epson. Đây, máy chiếu Epson đầy đủ túi phụ kiện. Máy này còn rất là mới các bác nhé. Đây, đây còn máy Epson. Đó, các bác có thể nhìn thấy mã của nó là EB F12H, sản xuất ở Philippines, made in Philippines. Đấy, công nghệ con này là của Nhật Bản, máy chiếu Nhật nội địa đây, chữ Nhật nhá, EB F12H này. Đó, cái chỗ này như là các cái chỗ người ta cầm nắm nhiều ra nó vàng, hoặc là người ta dùng trong cái môi trường người ta hút thuốc lá đó, nó bị vàng các cái nắp. Nhưng con này còn rất là mới, chạy mới có mấy chục giờ thôi các bác ạ, rất là mới. Thì em sẽ cho các bác xem đây, mắt kính trước này. Đó, có lẫy này, chống này, quạt gió thổi này, lọc bụi đây, các bác xem lọc bụi của nó nhé. Có loa trên thân máy này, đấy. Mới chưa, con máy này là con máy nguyên zin nguyên bản, chưa thay thế, chưa sửa chữa cái gì cả, đấy. Rất là mới đẹp, ngoại hình rất đẹp, mỏng, tiện mang đi, có túi sách đấy, các bác có túi sách thì các bác khoác như cặp sách thôi. Đây, bên trong của nó còn đầy đủ này, đĩa hướng dẫn này, sách này đấy, có trong này còn có nữa là cái một cái dây VGA này, cái dây nguồn này, cái điều khiển đó. Rồi bây giờ thì em sẽ lên hình trực tiếp cho các bác xem con máy Epson F12H nhé. Đây, em lên hình cho các bác con máy chiếu Epson F12H này nhá. Con này có đầy đủ cổng trình chiếu của nó các bác này. Đây, cổng trình chiếu VGA này, HDMI này. Đó, cổng video, audio. Đây, em cắm vào cổng HDMI qua con Google Chrome. Đó, các cái phím bấm của nó là đều là chữ Nhật. Nhưng mà bên trong phần menu của nó là sẽ có tiếng Việt nha các bác nhá. Đó, nên là rất là dễ để cho mình sử dụng. Đây các bác nhìn này, hình đây em sẽ bật menu lên cho các bác xem. Rồi, đó, đây tiếng Việt này các bác nhìn thấy chưa? Đấy, tín hiệu hình ảnh rồi, tín hiệu đầy đủ này. Đây, sẽ bảo cho các bác xem này. Đấy, 46 giờ nhá. Các bác nhìn thấy chưa ạ? 46 giờ đồng hồ. Đấy, cứ chạy 46 giờ bóng zin zin đét luôn nhá. Đó. Đây cái video cho các bác xem cái video thực tế của nó này. Đấy, con này độ phân giải của nó là 800x600, rất phù hợp cho các bác nào mà dùng thuyết trình dạy học văn bản. Đấy, độ sáng là 2800 lumen. Em đang bật điện nhá. Đây, có loa ở trên thân máy. Đây, các bác có thể nghe thấy loa. Đấy. Màu sắc của Epson thì nó rất là đẹp, rất là tươi. Con này là tuổi thọ bóng đèn của nó là 6.000 giờ đấy. Đó, rất đẹp. Con này các bác có thể mua về để xem bóng đá, SEA Games đến rồi. Bóng đá hoặc là mình có thể dùng để dạy học thuyết trình văn bản, rất là ngon. Hát karaoke, chiếu cho các cái phòng quán trà đá hoặc là quán cà phê nhé. Em sẽ mở cho các bác cái video về ca nhạc cho các bác nghe xem. Đây, em mở cho các bác một cái video về ca nhạc. Các bác có thể nhìn thấy màu sắc của con Epson nó rất là đẹp. Các bác nhìn thấy cái da người này, em sẽ quay gần lại cho các bác nhìn nhé. Zoom lên nó sẽ bị xấu hơn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, cái da người của nó rất là tươi, rất là hồng hào, chứ nó không như các cái dòng máy chạy DOB nó sẽ hơi nhạt. Đây, con này là dòng máy chạy 3 LCD nhá. Đó, con gái rất là xinh. Đây, quay cho các bác một cái video về karaoke này. Đấy, loa rất là trong, rất là to nhá. Các bác ngồi ở cái phòng khoảng 20-30 m² thì nghe con này không cần phải mở loa ngoài đâu. Đấy. Em chưa cho loa hết cỡ đâu nhá, mới có mức khoảng mức 5 thôi.
theo màu sắc của nó rất là tươi. Đấy, con này em đang thanh lý cho các bác giá chỉ 3,8 triệu nhé, 3,8 triệu. Bác nào ưng thì cứ liên hệ với em sẽ để số điện thoại ở bên dưới. Bác có thể kết bạn Zalo theo số điện thoại. Rồi, cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Chào các bác.